Chủ đề của video lần này: ngày trong tuần, weekdays. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Master Đăng Dương Channel. Nếu các bạn xem TV, ở trên TV có một cái game show của VTV, đó là Đường lên đỉnh Olympia. Vào ngày thứ Bảy, 15 tháng 8 năm 2020, ở trên vnsbet.net có một câu hỏi: ngày 1 tháng 1 năm 2019 là ngày thứ 3, vậy ngày 1 tháng 1 năm 2079 là ngày thứ mấy? Đây chính là một câu hỏi trong cái game show Đường lên đỉnh Olympia. Và yêu cầu của chương trình là nếu không dùng đến các phương tiện hỗ trợ xem ngày giờ thì bạn có giải được câu hỏi này không? Phương tiện nghĩa là các bạn xem bằng đồng hồ hay là trên máy tính hoặc là các thiết bị điện tử bạn ha. Thì trong cái game show này, các thí sinh phải trả lời, thì ở trên màn hình chính là phần trả lời của bạn Đức Quang. Thì bạn Đức Quang không dùng các thiết bị hỗ trợ để xem ngày giờ thì bạn tính được cái ngày đó là ngày Chủ nhật theo cách tính như sau. Cách thực hiện của ngành toán, và đáp án là Chủ nhật. Vì sao? Cách tính nhanh là mỗi năm thì trong cùng một ngày số thứ tăng 1, năm nhuận thì số thứ tăng 2. Vậy từ năm 2019 đến năm 2079 có 15 năm nhuận. Vậy số năm tăng, số thứ tăng là 60. 5 cộng với 75 chia 7 dư 5 thì cộng 5 thứ hoặc là lùi 2 thứ. Vậy kết quả là Chủ nhật. Đây là cách tính của ngành toán các bạn ha. Tuy nhiên ở đây chúng ta đang làm về lập trình, thì qua video này các bạn sẽ áp dụng cái cách làm của tin học để các bạn hiểu được bản chất của vấn đề. Bản chất vấn đề của tin học là các bạn sẽ, đặc biệt là lập trình các bạn ha, thì chúng ta sẽ dùng các cái câu lệnh để điều khiển máy in ra kết quả là ngày thứ mấy. Muốn vậy thì các bạn phải sử dụng câu lệnh là lệnh lập for to do, là lệnh lập với số lần biết trước. Thứ hai là câu lệnh rẽ nhánh là case of n, và câu lệnh rẽ nhánh if then. Thì vì chúng ta đang thực hiện về lập trình thì chúng ta sẽ làm cái bài, cái đề tài này theo cái tư duy, theo cái bản chất và theo cách làm của cái ngành tin học lập trình các bạn. Các bạn đến đề tài 11A. Viết chương trình nhập vào ngày tháng năm dương lịch mà là ngày hợp lệ. In ra thông báo cho biết ngày tháng năm đã nhập là ngày thứ bao nhiêu trong năm đó. Ví dụ nhập vào ngày 2 tháng 6 năm 2020 thì sẽ in ra là ngày thứ 154 trong năm 2020. Ví dụ 2, các bạn nhập vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì in ra là ngày thứ 366 trong năm 2020. Bởi vì năm 2020 là năm nhuận nên tổng số ngày của nó là ngày 366 ngày, thì cái ngày 31 tháng 12 là ngày cuối năm, đó là ngày thứ 366 trong năm 2020. Thì để làm bài này, các bạn phải xem lại các video trước trong kênh Master Dương Channel để các bạn hiểu được cách thực hiện với cái bài về dạng ngày. Để làm bài dạng ngày, các bạn phải liên quan đến một cái kiến thức, đó là năm nhuận. Thì cái này được đăng ở trong các video trước, các bạn xem lại. Năm nhuận là năm đó, hoặc là chia cho 400, hoặc là không chia cho 400 nhưng mà chia cho 4 và không được chia cho 100. Đây là cái điều quy định trong việc xem xét về ngày các bạn ha. Để làm bài này thì các bạn phải thực hiện như sơ đồ ở trên màn hình, nghĩa là các bạn họ nhập vào là ngày của cái năm mình đang xét là năm 2020. Ở đây chúng ta tổng quát lên các bạn ha. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ cụ thể. Thì muốn tính cái tổng số ngày từ vị trí A là ngày đầu năm, ví dụ đây là năm 2020 thì là ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm các bạn ha. Và cái ngày ở vị trí C đó là ngày 2 tháng 6 năm 2020. Như vậy để tính được tổng cái số ngày này và suy được là cái ngày mà đề nhập vào là ngày thứ bao nhiêu, các bạn phải tính tổng. Muốn vậy các bạn tính làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 các bạn tính từ vị trí A là đầu năm ngày 1 tháng 1 tới ngày ở vị trí điểm B đó là ngày 31 tháng 5 năm 2020. Lý do đây là đề hỏi là tháng 6 các bạn ha, ở trong ví dụ 1 là tháng 6. Vậy chúng ta sẽ lấy trọn vẹn các ngày từ tháng 1 đến hết cái tháng trước tháng 6, tức là tháng 5, nghĩa là
đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020. Với cái điều này các bạn thấy tháng 1 là 31 ngày, tháng 2 29 ngày, tháng 3 31 ngày, tháng 4 30 ngày, tháng 5 là 31 ngày. Ở đây tháng 2 là 29 ngày bởi vì năm 2020 là năm nhuận nên 29 ngày. Như vậy với cái cách hiểu cái dòng thời gian này, các bạn sẽ tính tổng của tất cả các ngày trọn tháng từ tháng 1 đến trước tháng 6, tức là tháng 5. Vậy chúng ta có tất cả những cái tháng là 1, 2, 3, 4, 5 cộng lại thì tổng số ngày là 152 ngày. Tức là từ ở chỗ vị trí các bạn là ở vị trí A, các bạn tính đến vị trí B mà thôi. Vậy chúng ta đã có là tổng số ngày là 152 ngày. Đó là những ngày mà tròn vẹn một tháng. Tiếp theo, các bạn sẽ lấy 152 ngày này, các bạn phải cộng với cái ngày 2 ngày của tháng 6, bởi vì đề cho là ngày 2 tháng 6, nghĩa là tháng 6 có 2 ngày thôi. Vậy chúng ta cộng 2 ngày ở vị trí này các bạn ha. Chúng ta cộng 2 ngày ở đây. Như vậy, chúng ta có như sau, lấy 152 ngày, các bạn cộng với 2 ngày của tháng 6, thì các bạn sẽ có là 154 ngày. Đó là cái cách tính của video này các bạn ha. Rồi, thì để làm bài này, các bạn phải thực hiện là bài này là có bao nhiêu đáp số, bao nhiêu đại lượng, bao nhiêu lời giải và bao nhiêu đáp số. Thì bài này chúng ta có là ngày tháng năm các bạn ha, tổng ngày, và để thực hiện một loạt for to do các bạn phải có một biến đếm, thường là biến y các bạn ha. Các bạn quan sát máy tăng dương thì ở trên Pascal. Đầu tiên các bạn ghi là program đề tài 11A. Các bạn thực hiện khai báo các đại lượng là các cái biến ở trong Pascal, đó là đại lượng, đó là ngày là day, month, year và tổng ngày là s các bạn ha. Và ở trong này chúng ta dùng mong là for to do nên chúng ta phải có biến đếm là biến y. Và đây tất cả các biến này là kiểu số nguyên các bạn. Chúng ta thực hiện việc viết phần thân chương trình. Các bạn tiến hành nhập ngày tháng năm bằng các cặp lệnh đã từng đăng ở các video trước, các bạn nhớ xem lại. Đó là nhập ngày. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện việc là dùng cặp lệnh là write và readline. Ở đây là chúng ta là ngày là day các bạn ha. Và kết thúc một lệnh các bạn là dấu chấm phẩy. Sau đó các bạn sao chép xuống cho nhanh. Như vậy chúng ta sẽ có là nhập tháng. Và sửa lại đây là M là month. Và nhập năm. Và đây là bạn là year. Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc nhập ngày tháng năm. Bây giờ chúng ta sẽ tính tổng từ A, vị trí A cho tới vị trí B, bằng cách là các bạn sẽ thực hiện là đặt biến S 2.0. Nghĩa là trước khi chúng ta thực hiện cộng dồn các giá trị, chúng ta sẽ đặt tổng cần tính bằng 0. Sau đó các bạn dùng lệnh for biến y là biến đếm từ 1 cho tới, ở đây chúng ta chạy từ điểm A là cái ngày đầu tiên, là cái ngày đầu tiên trong năm 2020 mà tổng quát là cái năm đề cho bạn ha. Và mình thực hiện chạy đến trước cái tháng mà đề cho, ở đây là tháng 6 thì mình chạy đến tháng 5, nghĩa là chúng ta ghi là tới M trừ 1. Vì M là tháng, chúng ta sẽ chạy đến trước của tháng đề cho. Ví dụ đề cho là tháng 10, các bạn chạy đến tháng 9. Đề cho tháng 12, các bạn chạy từ 1 đến tháng 11 các bạn ha. Rồi, được. Sau đó, như vậy ở đây chúng ta có y, đó là những cái tháng. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 vân vân đến cái tháng trước tháng đề cho. Vậy tháng ở đây chúng ta có 4 nhóm tháng các bạn ha. Nhóm tháng 30 ngày, nhóm tháng 31 ngày, nhóm tháng là tháng 2 đặc biệt các bạn ha là 28 ngày, hoặc tháng 2 là 29 ngày. Vậy chúng ta phải dùng lệnh để xét. Ở trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng, thay vì dùng nhiều lệnh if thì các bạn sẽ dùng lệnh case of để rẽ nhánh các bạn ha. Ở lệnh gap này các bạn xem lại video trước mà Bác Đăng Dương đã đăng, các bạn có thể hiểu được cách thực hiện của lệnh case of. Thì trong video này các bạn sẽ phối hợp giữa lệnh case of để với lệnh for các bạn ha. Rồi chúng ta ghi sau. Dưới do là do chữ case, các bạn xét cái y, y chính là cái tháng các bạn ha, of. Rồi ở đây chúng ta sẽ có n chấm phẩy, đây là cú pháp của cái case of n. Tiếp theo các bạn sẽ liệt kê những tháng là y, có thể là những tháng mà sẽ nhận 30 ngày, đó là những tháng nào các bạn ha, là những tháng là 1, 3, 5, 7, 8, 10 và 12. Chúng ta có 7 tháng. Thì những tháng này chúng ta sẽ ghi là s 2 chấm bằng s, các bạn cộng với là 31, chắc chắn là 31 các bạn ha. Còn nếu mà những tháng như sau 4, 6, 9 và 11 thì các bạn sẽ có là S2 chấm bằng S,
các bạn cộng với 30, chắc chắn là 30 ngày. Đây là quy định của các quốc gia sử dụng lịch dương lịch các bạn ha. Chúng ta đang sử dụng lịch này là dịch lịch của bên dương lịch của Tây Âu các bạn ha. Tiếp theo, chúng ta có một tháng đặc biệt là tháng 2 các bạn. Tháng 2 thì chúng ta có hai trường hợp là đối với năm nhuận và năm không nhuận. Ở đây các bạn thấy là Mát Tăng Dương lấy ví dụ là những ngày tháng 5 của năm nhuận 2020. Tuy nhiên ở đây chúng ta là nhập ngày tháng 5 bất kỳ các bạn ha. Ở trên cao các bạn thấy là đề không có nói là nhập vào năm 2020 mà là ngày tháng 5 bất kỳ, miễn là hợp đầy thôi. Như vậy là nếu bất kỳ thì sẽ có trường hợp xảy ra là năm đó là năm nhuận. Như vậy chúng ta phải cộng 29 ngày và biến tổng S. Còn nếu mà năm đó không nhuận thì chúng ta cộng 28 thôi. Như vậy chúng ta phải dùng lệnh if để chúng ta rẽ nhánh ở đây các bạn. Chúng ta ghi là if là nếu và năm nhuận. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sử dụng cái biến là year bạn ha. Vì ban đầu chúng ta nhập là ba cái đại lượng, đó là ngày ở đây, month và year. Thì hiện tại chúng ta đã sử dụng cái biến m ở đây rồi, là month rồi bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sử dụng cái biến year để xét năm nhuận. Vì year đây là năm bất kỳ. Như vậy chúng ta thực hiện như sau. Năm nhuận là năm như sau các bạn ha. Là y là chia cho 400 hoặc là y đó không chia 400 thì y đó phải thỏa như sau, là y là 1 cho 4 các bạn ha, chia cho 4, đồng thời là và y đó là chia cho 100 khác không, tức là không được chia cho 100 các bạn ha. Đó, thì với điều kiện này chúng ta xét là năm đó là năm nhuận. Các bạn còn quan sát lại cái điều kiện là y là 5 chia cho 400 hoặc không thỏa điều kiện đó thì sẽ y này phải chia cho 4 và y đó không được chia cho 100. Và điều kiện ở phía dưới này các bạn phải đặt cái ngoặc các bạn ha, ngoặc mở ở chỗ này và ngoặc đóng chỗ này. Và kết thúc của cái ý này là chữ đen. Thì nếu đúng điều kiện này thì các bạn sẽ thực hiện việc là cộng dồn với 29 ngày với S. Tuy nhiên chúng ta còn ngược lại là L. Vậy chúng ta viết L trước các bạn ha. Sau đó các bạn ghi ở này là chúng ta ghi là S 2 chấm bằng S, các bạn cộng với 29 là năm nhuận thì tháng 2 29 ngày. Nghĩa là khi mà Y là cái tháng, nó sẽ kiểm tra với các con số này, nghĩa là những tháng này. Và nếu mà Y á, mà bằng 2 mà kết hợp với năm nhuận thì chúng ta cộng 29 ngày. Còn ngược lại thì các bạn là cộng 28 ngày mà thôi, cộng 28 ở đây các bạn ha. Nghĩa là với cái khối lệnh này chúng ta đã tính tổng các cái ngày từ ngày đầu năm của để cho đến trước cái tháng liền trước của cái tháng mà để yêu cầu. Ví dụ nếu mà nhập tháng 12, các bạn sẽ tính tổng từ ngày 1 tháng 1 của năm đó đến hết tháng 11 của năm đó. Và như vậy ban đầu các bạn đã ghép bằng 0. Sau quá trình mà chạy for này thì các bạn sẽ có là tổng các cái ngày từ ngày 1 tháng 1 của năm đó đến trước cái tháng để cho. Và đây chúng ta sẽ dùng hai cái khối lệnh, đó là for các bạn ha. For là để chạy các cái biến y để diễn tả cho các tháng. Và một cú pháp nữa là các bạn dùng case of n. Thì bạn xem lại cái lệnh case of n này ở trong các video trước của Mát Tăng Dương Channel. Tiếp theo, chúng ta đã sử dụng được là cái đại lượng m. Đây các bạn quan sát, chúng ta đã dùng m rồi. Chúng ta cũng đã sử dụng đại lượng year là 5. Đây chúng ta cũng đã sử dụng rồi. Vậy chúng ta còn một cái dữ kiện nữa, đó là cái dữ kiện về ngày là d chưa có xài cộng ha. Thì đây vị trí ngày này là chúng ta đang diễn tả của cái vị trí ngày đề cho là vị trí này các bạn. Đó là hai cái ngày của cái tháng và cái năm mà đề cho. Nghĩa là chúng ta chỉ cần là cộng với cái đề thôi, chính là cái số lượng ngày của cái tháng hiện tại đó. Vậy đây chúng ta sẽ cộng đề bằng cách như sau. Chúng ta sẽ thực hiện ở vị trí này. Là các bạn cộng thêm d nữa là xong. Nghĩa là chúng ta đã sử dụng được hết ba dữ kiện của đề. Vậy chúng ta làm như sau. Các bạn ghi là S 2 chấm bằng S cộng với d. Như vậy là chúng ta tính tổng số ngày từ ngày 1 tháng 1 của năm đó đến cái ngày để cho.
Và để in ra màn hình, các bạn xác định right, các bạn ghi là ngày thứ nháy phẩy s phẩy trong năm phẩy, và ở đây chúng ta đặt là dấu nháy các bạn ha, dấu nháy cách nháy và y đóng ngoặc chấm phẩy. Và để dừng chương trình xem kết quả, các bạn sẽ dùng là read line chấm đoạn ha. Và để lưu bài, các bạn sẽ F2, các bạn ghi là đề tài 11A, Enter, 1A, Enter. Các bạn nhảy thử, các bạn nhấn cửa nhấp chính. Ví dụ, các bạn nhập vô là ngày 2 tháng 6 năm 2020, đó là ngày thứ 154 trong năm đó. Lần khác các bạn nhập thử là ngày 31 tháng 12 năm 2020, là ngày thứ 366. Nhưng nếu các bạn nhập vô là ngày 31 tháng 12 năm 2021, tức là năm 20 năm nhuận, thì năm sau đó sẽ là năm không nhuận các bạn ha, thì tổng số ngày sẽ là ngày 365. Vậy cái ngày cuối năm đó chính là ngày 365. Lần khác các bạn nhập, các bạn nhập vào ví dụ ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020 thì các bạn sẽ có là ngày 30 thứ 34. Lý do ngày 3 tháng 2 nghĩa là tháng 2 có 3 ngày cộng với toàn bộ cái ngày của tháng giêng là 31, vậy 31 cộng với 3 là bằng 34. Vậy ngày 3 tháng 2 là ngày thứ 34 trong năm 2020. Lần khác các bạn nhảy thử, các bạn nhập vào là ngày 29 tháng 2 năm 2020, vậy là ngày 60. Bởi vì 29 tháng 2 cộng với 31 ngày của tháng giêng, vậy là bằng 60. Nhưng nếu nhập vào ngày 28 tháng 2 năm 2021, vậy chúng ta là có ngày thứ 59 bạn ha, và chắc chắn không có ngày 29 tháng 2 đâu các bạn. Rồi, như vậy là trên mình là toàn văn bài giải của đề tài 11A. Ở đây chúng ta đã kết hợp giữa cái lệnh for to do là vị trí này. Lệnh for to do là vị trí này. Trong lệnh for này các bạn sẽ có lệnh case of end. Ha. Tiếp tục trong case of end thì lại có một cái lệnh nữa, ở trường hợp là giá trị 2 là các bạn lại có một cái if else nữa các bạn. Nghĩa là chúng ta phải phối hợp các cái lệnh lại với nhau thì mới giải quyết được các cái tình huống của trong ngành lập trình các bạn nhé. Mời các bạn đến đề tài 11B có nội dung: viết chương trình nhập vào ngày tháng năm dương lịch hợp lệ, in ra thông báo cho biết ngày tháng năm đó đã nhập đó là thứ mấy trong tuần, tức là thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật. Đó, đây chính là cái đề tài để giải đáp cho cái phần đầu video, là trong ngành toán người ta có cách để tìm ra cái ngày thứ mấy trong tuần. Còn ở trường hợp này chúng ta sẽ áp dụng các cái lệnh trong tin học, tư duy của ngành tin học để chúng ta giải bài toán đó bằng các cái lệnh các bạn ha. Ví dụ, nhập vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 thì đó là thứ 2 trong tuần. Còn nếu nhập vào ngày 25 tháng 8 năm 2020 thì là thứ 3. Đương nhiên rồi, sau ngày 24 là ngày thứ 24 thứ 2 là ngày 25 là ngày thứ 3 của cái trong tuần. Và để làm bài này chúng ta cần các đại lượng như sau, đó là ngày tháng năm, tổng các cái ngày biến y để chúng ta thực hiện vòng lặp for to do. Và để làm biến này, làm được cái đề tài này ha, thì các bạn sẽ phải quan sát ở trên màn hình, đó là cái timeline. Thì ở đây chúng ta có là sẽ tính thời gian từ điểm A đến điểm C. Điểm C đó là ngày tháng năm đề hỏi. Vậy A đến B là cái gì? Các bạn quan sát vị trí điểm A đến vị trí điểm B. Vị trí điểm A và đến vị trí điểm B là vấn đề gì các bạn? Đó chính là như sau. Các bạn sẽ tính tổng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1. Đây là ngày thứ 2 các bạn ha. Đây là cái ngày đầu tiên sau ngày Chúa ra đời, là ngày thứ 2 đầu tiên của công nguyên. Các bạn tính đến ngày đề hỏi là ngày 24 tháng 8 năm 2020. Nghĩa là các bạn phải tính tổng ngày từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 24 tháng 8 năm 2020. Thì để tính được điều này, các bạn sẽ chia làm, thay vì tính từ A đến C, thì các bạn sẽ tính tổng ngày là từ A đến B. Mà B tức là hết năm 2019, bởi vì đề hỏi là ngày 24 tháng 8
năm 2020 các bạn ha. Đó là vị trí này, là vị trí điểm C. Tức là đề hỏi đến thời điểm này thì các bạn sẽ tính tổng số ngày từ A đến B thôi, tức là từ ngày 1 tháng 1 tức là năm 1 đến hết năm 2019. Vậy chúng ta sẽ tính được tổng ngày trọn vẹn hết các năm này, thì các năm này sẽ gồm những năm là năm nhuận và không nhuận, thì chúng ta rất dễ dàng tính được cái tổng này. Sau đó các bạn thực hiện như vậy, chúng ta tính là từ năm 1 đến năm 2019, tức là trước năm đề cho. Sau đó các bạn sẽ thực hiện tính cái tổng ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các bạn tính đến cái ngày đề cho. Như vậy từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 24 tháng 8 năm 2020 á, thì chúng ta sẽ có là 237 ngày. Như vậy chúng ta lấy tổng số ngày từ năm 1 đến năm 2019 cộng với 237 ngày thì ra tổng số ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 1 đến ngày 24 tháng 8 năm 2020. Từ đó các bạn sẽ chia cho 7, các bạn sẽ ra được cái phần thương và suy được đó là cái thứ trong tuần. Đây, các bạn thấy là để làm bài này chúng ta phải tính hai giai đoạn là từ A đến B và từ B đến C. Tuy nhiên B đến C đó là cái đề tài 11A rồi, nên để tránh thời gian, Mách Ân Dương sẽ thực hiện như sau. Các bạn quan sát, ở đây chúng ta sẽ lấy lại nội dung của bài 11A nhưng với tên mới. Cách làm như sau, các bạn vào menu File, các bạn chọn là Cell S, các bạn đặt tên là đề tài 11B, Enter. Như vậy chúng ta đã có một cái file mới ở đây, đó là tên là đề tài 11B.bas. Và chúng ta sửa lại nội dung bên trong, nghĩa là hiện nay trên máy ta có hai cái tập tin Pascal, hai chương trình, đó là đề tài 11A.bas và đề tài 11B.bas. Tiếp theo chúng ta sẽ sửa lại cái tên chương trình ở phần program là bài 11B. Và ở đây chúng ta tận dụng lại hết các cái nội dung của bài 11A, bao gồm là tính tổng các ngày từ vị trí B đến C. Đây là chúng ta đã thực hiện rồi các bạn ha, thực hiện rồi, là vị trí này đã thực hiện rồi. Bây giờ chúng ta tính tổng các ngày là từ điểm A ngày 1 tháng 1 năm 1 đến năm hết năm 2019. Ở đây chúng ta chỉ xét năm mà thôi. Vậy chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ tách cái lệnh S bằng 0 ra các bạn ha. Đó, Enter xuống dòng. Và đến chỗ này là chúng ta sẽ tính tổng bắt đầu, vì bắt đầu bằng tính nên các bạn phải đặt bằng 0 để tính từ vị trí điểm A ở đây các bạn ha. Đó, bằng 0. Bạn tính tới vị trí điểm B. Như vậy chúng ta chưa tính thì bằng 0. Vậy chúng ta làm như sau, vì từ năm 1 đến năm 2019 là biết chắc chắn cái năm nào nhuận, năm nào không nhuận, và biết được là đề cho là năm year, thì chúng ta chạy từ 1 đến year trừ 1, tức là trước năm đề cho. Vậy chúng ta làm như sau, for một biến y, các bạn chạy từ 1 là năm 1 các bạn ha, tới cái năm year trừ 1. Đó, nghĩa là nếu đề cho là 2020 các bạn chạy đến năm 2019, nếu đề cho năm 2015 các bạn chạy từ 1 cho tới năm 2014 các bạn ha. Tiếp theo ở đây chúng ta tiến hành thực hiện đặt điều kiện, vì đây là biến y này đang diễn tả cho những cái năm. Vậy năm sẽ có hai trường hợp là năm đó là năm nhuận hoặc là không nhuận. Vậy ta đặt điều kiện như sau, là if, là nếu. Năm nhuận chúng ta sẽ copy ở phần dưới lên cho nhanh các bạn ha. Đây, chúng ta sẽ copy ở phần dưới đây, chúng ta dán ra. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ không được phép là dùng biến y dài mà chúng ta dùng biến y ngắn, vì ở đây chúng ta đang sử dụng biến y để diễn tả các năm. Vậy y đang giữ thông tin về năm là năm 1, năm 3, năm 15, năm 2000 gì đó, thì chúng ta sẽ xét cái năm đó chia cho 400, hoặc y ngắn các bạn chia 4 và y ngắn các bạn ha, đó là chia cho 100. Như vậy cái y ngắn nào mà thỏa cái điều kiện đó, đây y ngắn các bạn ha, những y ngắn nào là những cái diễn tả về năm á các bạn mà nó thỏa điều kiện năm nhuận, thì chúng ta sẽ cộng tổng cái năm nhuận đó vào biến S ở đây các bạn ha, biến S ở vị trí này. Rồi vậy nó cộng như sau các bạn, ở đây chắc chắn chúng ta sẽ có hai trường hợp, vậy các bạn ghi luôn cái từ khóa else. Vậy khi thỏa điều kiện ở trên thì chúng ta sẽ ghi là S 2 chấm bằng S cộng với 366 các bạn ha, vì nó là năm nhuận nên sẽ là chắc chắn là có 366 ngày. Còn ngược lại thì các bạn sẽ ghi là ở vị trí này là S 2 chấm bằng S cộng với 365. Đó, như vậy là các bạn đã tính được tổng cái số ngày từ cái năm 1 đến năm đề cho
bởi cái cú pháp này các bạn ha. Đây, chúng ta diễn tả được cái lệnh lập trình để diễn tả được tổng số ngày ở đây. Các bạn tính được tổng ngày bạn ha, bởi cái khối lệnh này, tổng ngày. Rồi, tiếp theo, với tổng ngày đó các bạn lại đã có tổng ngày rồi thì chúng ta sẽ thực hiện việc là tính tổng ngày bằng cái bài đề tài 11A mà chúng ta thực hiện ở phần đầu video. Vậy chúng ta sẽ có vị trí này. Tóm lại chúng ta có như sau, là các bạn sẽ có là ở đây là chúng ta thực hiện là tính tổng từ A đến B là ở vị trí trên, và từ sau vị trí B đến vị trí của C là các bạn là tổng ngày là ở phần này các bạn đã tính rồi, và chúng ta đã lấy từ cái đề tài 12A đưa vào đây. Như vậy với cái đầm này chúng ta đã tính tổng số ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 1 đến ngày đề cho. Vậy sau đó chúng ta thực hiện việc là lấy cái tổng ngày đó các bạn chia cho 7 lấy phần dư, thì một số chia cho 7 sẽ chia 7 trường hợp là từ 0 đến 6. Vậy ta là như sau, các bạn bỏ tôi đi, các bạn ghi là case. Tiếp tục ta lại dùng áp dụng cái câu lệnh để nhắn là case. Các bạn lấy s là tổng, các bạn chia cho 7 và các bạn ghi off và để cho để dễ phân biệt. Ở đây Martin Dương sẽ để dấu ngoặc ở vĩ này, nghĩa là lấy s chia cho 7 lấy phần dư thì sẽ có 7 trường hợp còn ha. Tiếp theo case off thì phải có cái từ khóa e là kết thúc. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có, nếu mà s mà chia 7 mà dư 1 thì các bạn ghi là right ha, right là ghi là đây là ha, đây là thứ hai các bạn ha. Rồi các bạn sẽ sao chép xuống cho các trường hợp còn lại, là chúng ta sẽ có là 7 trường hợp. Rồi các bạn sửa lại các cái vị trí, nếu mà dư 2 thì là thứ ba, nếu mà khi lấy s chia 7 dư 3 là thứ tư, dư 4 các bạn sẽ có là thứ 5, 6 dư 5 các bạn là thứ 6, dư 6 các bạn ghi là đây là thứ 7, và dư 0 thì là chủ nhật các bạn ha, đây là chủ nhật. Như vậy chúng ta có 7 trường hợp là từ 0 đến 6. Vậy sau đó chúng ta lưu lại các bạn ha, vì chúng ta đặt tên rồi, khi các bạn F2 tức là sẽ mất cái hoa thì ở vị trí này đi các bạn ha, và lúc đó nó sẽ lưu cập nhật vào cái bài, cái file của chúng ta, đó là 17B, đề tài 17B các bạn ha. Bạn nhấn F2, mất hoa thì sẽ lưu cập nhật vào 17 đề tài 11B các bạn ha, nhấn F2. Rồi các bạn chạy thử nhấn cột dọc chính, các bạn nhập vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, các bạn sẽ có là ngày thứ hai. Đương nhiên rồi, là nếu mà 24 là ngày thứ 2 thì ngày 31 tháng 8 năm 2020 chắc chắn là ngày thứ hai ha. Rồi nếu 31 tháng 8 là ngày thứ hai thì ngày 1 tháng 9 năm 2020 là ngày thứ ba ha. Rồi hôm nay là ngày 4 tháng 10, vậy là ngày chủ nhật, các bạn nhập vào 4 tháng 10 năm 2020, vậy là ngày chủ nhật. Vậy trả lời cho câu hỏi của game show Đường lên đỉnh Olympia, nhập thử ngày 1 tháng 1 năm 2019 đó là ngày thứ ba, thì ngày 1 tháng 1 năm 2079 là ngày chủ nhật. Đây chính là cách làm, cách tư duy của ngành lập trình, và họ cài các cái lệnh lập trình này vào các hệ thống máy điện tử, vào đồng hồ điện tử, vào điện thoại vân vân, vào các cái thiết bị điện tử để mà hiện ngày giờ các bạn ha. Các đồng hồ treo ở cái quảng trường hay là ở trong các cái công sở mà có dùng điện tử thì họ cài các cái lệnh này để đưa vào các hệ thống đó. Như vậy chúng ta đã thực hiện toàn văn bài giải của bài đề tài 11B ở trên Pascal. Và đề tài này sẽ được Martin Dương để ở phần mô tả phía dưới, các bạn có thể download về sử dụng miễn phí. Video số 11 đến đây hết rồi. Hy vọng các bạn đã hiểu được cách phối hợp các lệnh trong lập trình Pascal để các bạn diễn tả được cái bài về dạng ngày và trả lời được cái câu hỏi là ngày đó là ngày thứ mấy trong tuần.
Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Nếu bạn nào chưa đăng ký hoặc chưa subscribe thì hãy đăng ký và subscribe. Và khi đăng ký hoặc subscribe, các bạn nhấn cái chuông ở phần video phía dưới phần mô tả để các bạn không bỏ lỡ các video tiếp theo của Master Dương Channel. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Master Dương Channel. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.